Âm thanh, chữ viết đều là thật tướng. Chữ viết là hình dạng. Quý vị xem, mười niệm chắc chắn giảng sanh. Đây là chữ viết. Âm thanh là âm của mười niệm chắc chắn giảng sanh. Âm thanh là Phật hiệu. Âm thanh Phật hiệu này là thật tướng. Chữ viết cũng là thật tướng. Điều này cũng có thể chứng minh. Hiệu trưởng trường Đại học Đài Loan đã từng làm thực nghiệm. Có một số trẻ có khả năng này. Quý vị viết ra một chữ, dùng giấy để gói lại, dùng phong thư bao lại. Quý vị cho chúng xem, chúng dùng tay để sờ, chúng biết trong đó là chữ gì, chúng sẽ viết ra. Nhưng viết chữ Phật thì không được. Chúng sẽ nói với quý vị, chữ này con sờ không ra, chữ này phóng quang, rất đặc biệt. Mở ra xem là chữ Phật. Vì vậy chúng ta biết rằng danh hiệu của A Di Đà Phật là thật tướng, danh hiệu phóng quang. Sáu chữ hồng danh, công đức không thể nghĩ bàn. Vì danh hiệu là thật đức nên thanh tự đều là thật tướng. Thanh là âm thanh, âm thanh A Di Đà Phật. Tự chính là chữ viết. Bất luận là dùng chữ Trung Hoa viết hay dùng chữ Phạn viết, dùng bất kỳ chữ nào để viết, viết hồng danh này chính là thật tướng. Làm sao biết được? Hình như trước đây tôi đã thấy một vị hiệu trưởng nào đó của Đại học Đài Loan, không nhớ được tên. Ông làm thực nghiệm. Thế là những chữ Phật Bồ Tát. Trong khi thực nghiệm, chữ viết phóng quang. Tức là có người che chữ này lại, gói lại, cho bạn nhỏ có thiên nhãn, để họ đến nhìn. Họ không biết chữ ấy, để họ viết theo mẫu chữ ấy ra. Mở ra hoàn toàn như nhau. Nhưng khi gặp những chữ như Phật Bồ Tát này, họ nhìn không ra. Họ nói có ánh sáng phóng quang. Việc này có thể làm bằng chứng, nói rõ âm thanh và chữ viết. Chữ viết phóng quang, âm thanh cũng phóng quang. Vì vậy, nếu như chúng ta biết rõ lợi ích của việc niệm Phật, thì vào lúc sợ hãi niệm Phật, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tâm bình yên, sẽ có thể bình an vượt qua tai nạn. Có đạo lý, không phải lời giả dối. Đây chính là âm thanh, chữ viết đều là thật tướng. Bé gái có khả năng đọc chữ bằng tay bẩm sinh. Giáo sư Lý Tự Sầm là nhà khoa học xuất sắc người Đài Loan. Ông lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành điện tại Đại học Stanford. Giáo sư Lý có nhiều thành tựu lớn và nhận được nhiều giải thưởng khoa học, điển hình như nghiên cứu dẫn đến phát minh ra linh kiện bán dẫn lưỡng cực có tiết giáp không đồng nhất, trở thành tiêu chuẩn sản xuất bộ khuếch đại công suất, thống trị ngành sản xuất điện thoại di động với hàng tỷ linh kiện mỗi năm. Ông giữ chức hiệu trưởng Đại học Quốc gia Đài Loan từ năm 2005 đến 2013. Trước kia, ông chưa bao giờ tin rằng thế giới tâm linh có tồn tại, cho đến khi những cô cậu học trò tham gia khóa huấn luyện của ông phát hiện nhiều điều kỳ lạ từ những con chữ bị giấu kín dưới những chiếc găng tay đen. Từ năm 1993, trong vòng 9 năm, giáo sư Lý Tự Sầm đã thực hiện hơn 3.000 lần thử nghiệm, chứng minh rằng việc dùng ngón tay đọc chữ và sự tồn tại của con mắt thứ ba là có thật.
Để điều tra tính thực tế của hiện tượng con mắt thứ ba và khả năng đọc chữ bằng tay, từ năm 1993, giáo sư Lý đã bắt đầu thí nghiệm với một bé gái có bố là người Nhật, mẹ là người Trung Quốc, được sinh ra ở Mỹ, có tên là Takahashi. Bé gái này có khả năng đọc chữ bằng tay bẩm sinh. Takahashi đã trải qua hơn 800 lần kiểm tra và cho kết quả rất khả quan. Từ năm 1996, giáo sư Lý bắt đầu các lớp đào tạo khả năng đọc chữ bằng tay vào mùa hè cho các trẻ từ 6 đến 13 tuổi. Ba trẻ em trong đó có Takahashi là những bé có khả năng đọc chữ bằng tay tốt nhất, được lựa chọn là đối tượng nghiên cứu thường xuyên. Mỗi đứa trẻ trung bình thực hiện trên 300 bài kiểm tra đọc chữ bằng ngón tay với phương pháp mủ đôi. Trong đó, cả đối tượng thí nghiệm lẫn nhà khoa học đều không biết trước nội dung cần kiểm tra. Giáo sư Lý cũng đo sóng não bằng máy điện não với người tham gia các thí nghiệm đọc chữ bằng ngón tay. Các sóng alpha trong điện não đồ xác nhận rằng những người tham gia thí nghiệm có thể nhìn thấy các ký tự được viết ngay cả khi mắt họ đang nhắm. Giáo sư Lý Tự Sầm còn có một thí nghiệm đặc biệt. Ông lấy một tờ giấy có ghi các chữ như Đức Phật, Bồ Tát hoặc Chúa Giê-xu và đưa cho những người có khả năng đọc chữ bằng tay. Kết quả là thay vì nhìn thấy chữ, những người đọc chữ bằng tay đã nhìn thấy những hiện tượng kỳ diệu phi thường như ánh sáng rực rỡ chói lòa, hình ảnh một người tươi cười rạng rỡ, một ngôi chùa, một cây thánh giá Cơ Đốc giáo hoặc nghe thấy tiếng cười. Những phản hồi này hoàn toàn khác với những phản hồi khi đọc những từ ngữ phi tôn giáo khác. Quá kinh ngạc với hiện tượng này, các nhà khoa học đã làm những thí nghiệm tương tự, phân biệt chữ Phật với ba người có công năng đặc dị. Kết quả, họ đều nhìn thấy ánh sáng phát ra. Nhưng vì những người tham gia thí nghiệm có công năng mạnh yếu khác nhau, nên họ nhìn thấy những cảnh tượng cũng khác nhau. Để chứng nghiệm hiện tượng này, giáo sư Lý đã sang Trung Quốc, mời người có công năng đặc dị là cô Tôn Chữ Lâm tại Đại học Địa chất Trung Quốc dùng tay để phân biệt chữ Phật. Kết quả là cô Tôn Chữ Lâm đã nhìn thấy hàng vạn luồng ánh sáng vàng khi đọc chữ Phật bằng ngón tay. Liệu chữ Phật có điều gì đặc biệt? Thí nghiệm khoa học có thể được lặp lại. Lẽ nào chữ Phật này lại có điều gì đặc biệt? Các nhà khoa học đã thay một nét chữ hoặc giảm bớt đi một nét hoặc viết các phần của chữ Phật tách xa nhau một chút. Kết quả là hiện tượng ánh sáng lạ đó không xuất hiện nữa. Dựa trên kết quả thí nghiệm, giáo sư Lý và các đồng nghiệp cho rằng ngoài thế giới vật chất, không gian, thời gian, bốn chiều của chúng ta còn tồn tại một trường thông tin trong một không gian khác mà tâm trí người có thể truy cập được. Trường thông tin này hoạt động tương tự thế giới Internet. Người sở hữu khả năng đọc bằng ngón tay có thể nhấp chuột vào địa chỉ, những từ thiêng liêng liên quan đến tín ngưỡng và kết nối với trang web tương ứng trong trường thông tin. Không chỉ vậy, các nhà nghiên cứu còn phát hiện rằng ký hiệu chú âm, ký hiệu cách phát âm chữ Hán của chữ Phật cũng xuất hiện hiện tượng phát ra ánh sáng lạ. Điều này đã minh chứng việc đọc đúng âm của chữ Phật cũng có thể kết nối đến không gian khác và thế giới thần Phật để sinh ra cộng hưởng. Thí nghiệm này còn cho chúng ta thấy được rằng ngôn ngữ của con người chúng ta cũng có thể kết nối với thế giới tâm linh, nơi có những sinh mệnh cao cấp ngự trị. Nhưng không phải chữ viết nào cũng có thể kết nối với thần Phật. Những sách kinh Phật chân chính mới có khả năng này. Thưa quý vị, người không hiểu về thế giới tâm linh mới cho rằng những hiện tượng trên là mê tín hoặc huyền hoặc. Nhưng những người có đức tin, sống thiện lương và tốt bụng trên toàn thế giới, họ đều có những trải nghiệm phi thường trong thế giới tâm linh. Mọi quy luật vật lý trên trái đất đều không tác dụng đối với họ. Những gì con người chúng ta nhận thức được mới là hạt cát nhỏ trong sa mạc. Trí huệ của thần là điều mà khoa học nhân loại hoàn toàn chưa nhận thức tới được. Quý vị có suy ngẫm gì về chủ đề hôm nay?